Cầu cho cá nhân, cho cộng đoàn, cho giáo hội của chúng ta. Đây là mình Thầy hiến dâng vì anh em. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho các linh mục ngày càng cảm nhận sâu xa tình yêu của Chúa Giêsu để sống đời dâng hiến trong niềm vui và dấn thân phục vụ vì phần rỗi các linh hồn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Xin cho các Kitô hữu biết đối xử với nhau bằng tình yêu và sự cảm thông để đem lại cho nhau niềm vui và bình an trong cuộc sống. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Người yêu thương họ đến cùng. Xin cho những anh chị em đang đau khổ cảm nghiệm được tình yêu của Chúa Giêsu dành cho mình, để họ biết phó thác đời sống mình cho Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta biết sống khiêm nhường, yêu thương và phục vụ, để mỗi người được hạnh phúc ấm êm và cộng đoàn được an vui trong tình hiệp nhất. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hôm nay bước vào Tam Nhật Thánh, xin cho mỗi người chúng ta biết nhắc nhở nhau siêng năng tham dự thánh lễ, dành nhiều thời gian chiêm ngắm hình ảnh Chúa Giêsu chịu khổ nạn, để chúng ta càng thêm can đảm và vững tin phó thác. Và trong thinh lặng, chúng ta cùng dâng lên Chúa những ý nguyện riêng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa là nguồn tình yêu, Chúa cho chúng con gương yêu thương và phục vụ. Xin cho chúng con hiểu và thực hành những gì Chúa dạy chúng con. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.